chị em Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà ngồi chung bàn tiệc, biểu cảm ra sao? Mới đây, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên có cuộc hội ngộ bất ngờ tại một sự kiện. Khá đặc biệt, hai giọng ca làng nhạc còn được ban tổ chức sắp xếp ngồi chung bàn tiệc cùng với Đàm Vĩnh Hưng, Hương Giang. Biểu cảm của Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều sự chú ý bởi trước đó họ nổi tiếng là đôi bạn thân của showbiz Việt nhưng sau này nghỉ chơi. Theo clip lan truyền, khi Lệ Quyên được MC giới thiệu và đứng lên, Hồ Ngọc Hà giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt hướng về phía sân khấu. Đến lượt Hương Giang được giới thiệu và đứng lên, người tính Kim Lý quay sang nhìn đàn em cười nhẹ, khi Hương Giang ngồi xuống rồi vẫn giữ ánh nhìn thêm một chút. Cách đây không lâu, Lệ Quyên cùng với Minh Hằng cũng được biết đến là người bạn nghỉ chơi của Hồ Ngọc Hà, đã có màn hội ngộ bất đắc dĩ tại chung kết Miss Go Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, nhưng với khoảng cách xa. Khi Hồ Ngọc Hà trình diễn trên sân khấu, Minh Hằng và Lệ Quyên có theo dõi bạn cũ nhưng gương mặt được cho là không cảm xúc.